Đợt này thì nghe mày đấy ngay tham mặt câu lạc bộ đấy anh nghĩ ở sống ở xã mình đây anh này cũng mang xa của này thì cũng này đi đây thì chưa chụp quen khá mặt khá chứ như uống nước xã này giờ sống đó giờ Nữ mong sáng khiến xã Trần Mỹ. anh gặp hiện tại tiền cái gì lên lên bước đầu mình gặp khá thì là quen nhưng mà cái câu lạc bộ Hàn Mương giờ này đang đưa ý xin hỏi cái ứ xã nó như đây anh ý xin giới thiệu anh tên ông man xã chỉ đạo ạ nên đang đưa thì vì là mày câu lạc bộ hát cái ân nghĩa nên nên như thế này có cái mùi nên cái anh lưu viên lưu dùng người già lưu thì cái thứ nhất là sang căn một câu mặt câu lạc bộ thì anh lưu viên như cái ứ trình ông man xã chỉ đạo đó để vì lúc này thì chân là yêu quý theo anh ấy ưu dụng yên cái hạt cái trưởng mương mình bước khi nó đó Ông bà đấy cũng do có hay đó, có cái nhà hát như nó hay nhầm cái nói ấy nghe ông nói mà thì đấy cũng lên cơ của đó có hay hát. ngày à nay hôm ân nghĩa hồng xóm xa quê ở mình hôm nay ra mắt câu lạc bộ làng mê y măng bụi nung dầu ơi đưa anh nhà mình hỡi dùng quê ở làng hát chơi hát dùng trường mương cho hè rượu yêu ơi ê nhà y âm hỡ là mọt mà xa ở mương ở hôm nay bằng điện gọi về là mương bụi chung ra hồn yêu ơi ê nhà hôm thì xin hát được cho vài bài hồn ơi chuẩn bị tiếp mà lời nhỏ của hồn yêu ơi ơi đứng nghỉ chị mà lốm dài hồn ơi trước tiệp hát khỏi hết giờ mà khơi cô ngồn yêu hay cảm ơn bạn ở cha mương ở về lại chơi về lỡ dùng đất mương quê em đại điện ôn hơ bơ ngọt mạm vừa hay hồn ơi là con gái lòng mương y trong quê là rơi dầu ơi cún là con gái lòng mương bằng tin có bạn anh chàng về là chơi đã giờ bạn em nhóm ơi nhân diện bữa hôm ơ qua ơi nhà họ để cứ chập chập chun chơn y mang ủa rưỡi hồn yêu ơi cún à ni mới nơ chưa lần đâu có chi em ở ra
đàn anh diều un lên có ngày anh thiêng ôn làm con ngài lòng mương hồn ơi cứ hát cứ chiếu đôi hạt rơi hồn xuống hay được ngơ cho un ơ cô ngơ đưa un ơ mặt ơ kha mặt đường ơ un đi khẩu đại à em nhiều nhà đi ngõ đi được gì à ý rên nhớ nhưng à em chẳng quen kha quen đứa hơn ở nó rơi hồn yêu ơi em à cửa mà đi với em à ơi em à đi lửa ghét na rồi quen na đại à em à em nhà hôm hôm ơi gặp một lần đầu tiên ở hạt chơi hạt dùng chiếc mương chiều nhậu cô ngày buồn ơi con rắng chỉ nọ em mang điều đi bơ khi đã lộ rơi nè ngà em ơi ngủ nà răng ê ngà mọi nhà bụi long nơi em chúng xóm dù ngà lãng cũng em ra gió ôn ơi để cả với chàng đỡ un à chuẩn bị un thì đi khẩu anh à ơi bơi à un mới đi à ta anh à ơi dù sao chẳng nữa anh thì chiều em có ngày à ơi ê nhà quê ân nghĩa quê em ủn hơi ưa hạt ở giòn nóm em chiều về ủn ơi thế à ủn à mong làm mà em à ơi à được ôi anh à vậy à thôi mua cho cầu giờ anh à ơi thì à tâm thì à ôn hơi ôn yêu cửa hỏi anh rơi bố cho vậy ôn ơi anh à già về lỡ dòng đất mường ở nơi anh đi đại anh ơi anh nhà hôm thì là một xa ở mường ở mạng tin ra mặt cầu là bồ chiêng mương quê là trời rơi hồn yêu ơi anh à ơi à bố đàn bộ trường ở gò chó có
thật tha cho em cô ngài anh ơi. Anh chị nhà em nhớ là mùa lọng man quê hương. Dạ chị đào hoa bình lạc sơn rồi mẹ buồn ơi. Cảm ơn cái trầm lòng chàng ơi ngà ra bồ thật bồ tha un tin ra về anh ơi. Anh nhà hôm tí bố thật ra rồi ơi ngàn con mong ôn về là mương em đi chơi rồi ôn chuông ơi con à răng à chi nửa em à ơi ngày à nó đi chờ về hàng bao trời đại anh ơi. Ún hỏi em thì em bộ trọng rồi ún ơi. Đi hát bỏ cầm bỏ ra ùn chẳng rõ dò ùn ơi. Ùn nà ni à ơ mô giác lùa ơ một nhà ơ mênh ơ chẳng à ngay mà cầm mà ra. Chẳng bát hơ có thật chẳng trường chỉ là lo khi đôi anh khác mương quê là chửi chẳng giàu ơi ôn đi ăn thật à nói con phong anh trường đình anh ơi được tiền anh và để vong nhỏ đi chi rồi bỏ buộc hết giống chắc tru chẳng dò ôn ơi chờ răng điều thì anh thường un bàn đều ngồi ở nỉ dạ anh ơi có chi un phải thuộc ngơ cho rình vài nói được điều vong chung ra un ơi thế à bỏ qua cậu đi à đưa chàng cậu ca ca mình thì đi lệnh lại ngà hơi nghe cậu ni xịt lại món liền chiến chàng cậu ở khác tiệp lời tiên lệ nhà rào ơi thế là an em ơi thì em đi với un rơi treo cậu đại thế hôm mà nay em đôi mình thích nhớ hạt kết ở tình ở hè sang
Ún thịt hạt họa binh dòng nó bao ê nhà cô ngồn yêu ơi. Đội mới gặp mơ lần đầu đưa à thơ dung kết tình đưa à thăm hỏi gia đình là bên đã giỏi thế mạt nạt lên thì bố bòng nọ gặp mà về chiều hồn ưa anh sẽ phải chiều khỏi trường rơi hồn yêu ơi hồn mong hồn mong nhớ thì đưa anh ôn mến thích nhạt ghét na ơ tình như đưa anh xin hỏi ghét na tình vài câu rưỡi ôn yêu ơi thế anh cứ hỏi cầu lời của anh ơi ơi bữa mà bay mưa mà lượn gạch nhà ơ băng ơ gầy chia đẹp nhất lòng lãng của em là ùn ơi rồi anh ơi ơi tần nói to đừng mà hỏi ở vẹt nói vô nó hay đây anh ơi chẳng mà mời biết ồn đi lỡ ba một chưa qua mà ba chúa để ngã vỡ lòng chưa đi đại anh hơn chàng đừng răng ngô lòng thì mà thương còn chi điệu giạt anh diu un đi rơi mài un ơi cậu hỏi đi thì nó đẹp nhật lòng ơ lang ơ thù anh mẫn ôn hạ đẹp nhật lòng lang con chị nữa giò ôn ơi chưa bỏ anh răng đeo đi ôn mang rưỡi ở non ôn ho sau chi nhật lang của em đại anh ơi đừng răng hô thiêng sầu là ơ chi ơ ơi cảm ơn vải nhàn cho anh minh nhà thương em cô nghề nguồn ơi thế anh ơi tiệp mơ anh ơi đưa ùn ơ chuẩn bị ùn đơ hết là anh đã vậy anh thế gà là chi hô chẳng là mà chẳng ơ kinh nhớ chìm mà đó
nó đồ chi mà quang nó bay rưỡi mày ùn na ơi ùn na ni đã bảo rưỡi rưỡi mang em hỏi trần hỏi cho em ở là em ơi bỏ đốn đất nhất mương khỏi ẩn nghĩa ẩn ơ tình ơi nhà họ xin hỏi mày vẫn còn còn rồi mày ùn na ơi bỏ đốn đốn rò đốn rò đốn con ơ ca đôn na ơ phần đại anh mà chả hãy răng ngôn con kia mà tồn chữa ơ lòng chữa ê nha chẳng có kẻ lòng thương chẳng rõ chữ na ơi đừng mà yên bầu má rô trụ ngà đô cách nhớ là đôi mình ở là hơn đại anh thì à em nhóm nữa xin yên ồn ra anh ơi họ hỏi thật hỏi tha cho em ra ùn na ơi ùn na mang ở đeo thì bơ nó mẹ ngõ trước hiền cầu lời của em rồi anh ơi ùn na ho kém chiêng y tơ lời ở hay có mắt nhiều lời như anh ơi đường răng giòn thì chuông nàng ùn đời ở xóm ở màn lang cười cho ra ùn ơi mong à em nói thật nào ai ơ tha đừng mà ơi vai ùn rồi ô hay anh ơi ê nhà ho hỏi ùn rất gần anh chẳng ai ùn xa vẫn mà thường ra ùn ơi ùn đi kém chiêng ít lời xa ùn đó mặt câu rơi la anh ngày anh ơi đưa anh họ bu lại câu ni đưa đều mặt vẫn vì đều trùng ra ùn ơi để anh bố bơi anh ơi ùn đang chờ đợi anh rồi bố em mày ê nhà ho hỏi ùn gột na cứ kể chim đỏ nó đâu sao vang tung bay ra ùn ơi ơ đi y thầy rồi rồi cứ đỏ sao vang vấp vội mà tung bay cảm ơn cái tâm mà lòng chàng ơi ngà ra bố thật ùn nàng cảm ơn đại anh
để nhóm hỏi ồn vài bước ở đâu nó chỉ có cửa đó cửa vang tung bay rưỡi ồn xuống hay đùa in ha chếp lại hỏi mày ư vân ư đình ni in xin hỏi về là vân gia đình nhà un hay rưỡi un ơi thế anh cứ hỏi đang đợi câu lời của em ngày em ơi thì nhà hỏi thăm chưa ngờ gặp mà hẳn dần nhìn hiện hẳn này trước quê nọ thì ra sao rơi hồn yêu ơi có phải em hỏi bố mẹ ùn nàng ở đỡ ùn mặt ở kha mặt đàng ở bố cho đại em kìa ôn hôm con ở chàng con ở thư nhà họ chính thức hỏi bố mẹ gia đình quê chàng ra ôn chuông ơi cảm ơn cái tâm mà lắng chàng anh giao gia đình bố mẹ ôn nắng bố cho anh ơi để ôn bố lại rụt nhớ lên đôi nhân liền tỏ tưởng coi chuông với ôn dấu ơi bố mẹ ôn đi và tiên thì anh phải hỏi gần là cao nhiều gần lửa vật lửa uống về là rừng gần là chỉ nhà rơi ra ôn ơi.